Hello, xin chào anh em đã quay lại với channel của mình. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách lùm số diều bằng chơi nhựa nha các bạn. Ok, thì trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình một chai nước, rồi cái nắp, một lưỡi vô, một cây keo và một cái kéo. Ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt hơi đầu của cái chơi này ra nha các bạn. Ok, thì sau khi cắt ra đào xong thì mình sẽ được như thế này. Rồi đó mình sẽ cắt đầu cái phần này ra. Ok, tiếp theo mình sẽ lấy hai cái nắp. Mình sẽ cuộn cái phần vừa cắt xong thành một cái lưỡi vừa để cái nắp này. Ok, bước tiếp theo thì mình sẽ lấy keo dán phần này lại. Ok, sau khi đã dán xong thì mình sẽ được như thế này. Giờ mình sẽ cắt cái đầu của cái nắp này là ra thành một cái.
Có âm thanh rồi đó, thấy không? Ok, nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe, chia sẻ để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.